nay mình tình cờ đi chợ Bà Hoa thì phát hiện quán ốc rất là hấp dẫn đây, bán rất là nhiều món. Mọi người có thấy không, giờ này là giờ bắt đầu là cao điểm nên là khách đứng xếp hàng mua rất là đông luôn đó, khách đứng xếp hàng ở ngoài. Ông ơi là đông luôn. Ở đây mỗi ngày theo mình được biết đó là chủ quán nói là một ngày ở đây bán được cả 100 ký ốc đó mọi người. Rất là nhiều luôn. Ủa cái này sao? Đây là ốc, ốc đá này. Có cả con ốc lễ nữa. Đây là con ốc lễ nè. Trong này hình như là bánh bột lọc. Ốc dừa. Đây là ốc bu. Trong đây là hến, hến trộn. Có cả lòng xào nghệ. Là những các món ăn miền Trung. Em mà đang bán cái này mà lấy ít này được không? Tại vì nhiều quá em không phép. Hôm nay là mít trộn. Còn trong đây là ốc cà na. Gọi hai phần, một phần là phần ốc đá nè. Đây là ốc đá. Thì rất là hấp dẫn nha. Với lại mít trộn. Là mít trộn ăn kèm với lại bánh đa. Gọi hai phần là phần mít trộn và phần. Ở trong đây mình thấy là có mít nè, có tai heo, đậu phộng trộn với rau răm. Cái này thì có nước chấm, mình chỉ cần ăn là phải thôi, ăn chung phải là bánh đa. Mẹ bánh đa đã ăn được lên, tiêu chung, rớt bánh.
Ba chục luôn. Hai hộp, hai hộp.